Xin mến chào tất cả anh em. Thì hôm nay xin giới thiệu tới anh em bộ cấu hình rất là cao cấp này. Bộ cấu hình này tại sao em lại nói nó là cao cấp? Bởi vì đầu tiên nó sử dụng một con vang rất là tốt trên thị trường hiện nay. Con vang JBL KX180 rất là xịn sò đối với những dòng vang của JBL này anh em nhé. Chất lượng và chất âm đã được khẳng định rất nhiều rồi. Và tiếp theo nó được một cục đẩy 4 kênh chạy mạch class 2H với công suất cho ra là từ 800 đến 900W trên một kênh. Công suất rất là lớn anh em nhé, để chơi trong gia đình. Và tại sao nữa nó lại hay và tốt? Thì ở đây nó có sử dụng đó là một đôi loa từ Neo chiếc Neo KT12 của Lấy Acoustic anh em nhé. Với những đôi này tất cả đều là nhập, anh em có thể nhìn thấy lớp sơn. Lớp sơn ở đây nó sử dụng đó là lớp sơn sần cát anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy chất lượng của nó như thế nào ạ. Tất cả đều là hàng nhập anh em nhé, nguyên đai nguyên kiện. Sử dụng một bát 30 neo và một chiếc neo đây anh em nhé, tất cả đồng bộ neo. Thì đi vào trong bộ cấu hình này thì em sẽ giới thiệu lại từ đầu cho anh em để anh em có thể nắm được từng thiết bị và giá của từng thiết bị trong bộ cấu hình này. Thì đầu tiên từ trên xuống dưới đi thì em có thể giới thiệu tới anh em đó là bộ mic Lấy Acoustic U805S anh em nhé. Với bộ mic này thì anh em có thể nhìn thấy đó là mặt là phay nhôm trắng rất đẹp đúng không anh em. Anh em có thể nhìn gần thêm. Mặt phay nhôm trắng rất đẹp đúng không em? Đấy. Bộ mic này hiện tại em đang bán với giá đó là 3.300.000 đồng. Chất âm thì anh em khỏi phải nghĩ. Hát rất là hút mic và tiếng mic khá là dày và đều dài để cho anh em có thể ca kê rất là tốt đúng không ạ? Mic dày, đủ dài thì anh em có thể thấy được nó sẽ giảm hú cho bộ hình cho anh em rất là tốt rồi anh em nhé. Và tiếp theo muốn giới thiệu tới anh em đó là con vang JBL KX180. Con vang này là hàng chính hãng và nội địa China anh em nhé. Hàng chính hãng nội địa China. Sản phẩm này đang bán và giao lưu tới anh em với giá là 5.500.000 đồng, bảo hành 1 năm. Và đây là giá em báo lẻ tới anh em có nhu cầu mua lẻ thì liên hệ anh em nhé. 5.500.000, bao ship tặng đầy đủ phụ kiện bằng dây rắc Canon rồi dây quang cho anh em. Những con vang này thì không phải giới thiệu tới anh em nhiều rồi. Có rất nhiều bài review, những bài test dòng vang JBL KX180 rồi các chế độ effect setup cho tất cả các bác trước khi bên em gửi ấy, các bác nhá. Một con vang rất là chất lượng và rất là cao cấp với giá là 5.500.000 đồng. Và tiếp theo muốn giới thiệu tới anh em đó là cục đẩy Lấy Acoustic mang mã hiệu là F7409. Cục đẩy này với công suất cho ra là từ 800 đến 900W trên một kênh. Ở đây em đã sử dụng hai kênh đây anh em nhá. Hai kênh, là kênh 1 và kênh 2. Mỗi kênh sẽ đánh cho một quả loa full. Và sau này anh em có nhu cầu nâng cấp thêm loa hoặc nâng cấp thêm sub thì anh em có thể đánh vào kênh thứ 3 và kênh thứ 4, đó là kênh C, kênh D này anh em nhé. Với hai kênh này thì anh em có thể đánh cho một chiếc sub 50 hoặc anh em có thể dùng cho một loa lời hoặc một loa full nữa. Và một chiếc sub 50 hoặc là muốn uy lực bạo lực thì anh em có thể chập bridge hai kênh CD này vào để đánh một chiếc sub hơi 50 anh em nhé. Rất là khỏe và rất là uy lực cho anh em. Và tiếp theo không thể thiếu được trong bộ dàn này đó là một đôi loa Lấy Acoustic KT12, một lớp sơn sần cát anh em có thể nhìn thấy. Và đây nó sẽ là cái thông số mặt đằng sau của nó, KT12 trở kháng 8 ohm và công suất cho ra 400W. Độ nhạy đó là 101 dB anh em nhé. Và nó sẽ sử dụng đó là lỗ thông hơi đằng sau, anh em có thể nhìn thấy đó là một lớp sơn sần cát rất là đẹp đúng không ạ. Tất cả đều hàng nhập và đầy đủ phụ kiện, thùng rồi đóng gỗ đầy đủ cho anh em nhé. Đấy, rất là chất lượng đối với những hàng nhập đúng không ạ. Chất âm cho ra thì anh em có thể biết được và anh em có thể nghe qua bộ dàn, bộ cấu hình này em đang test cho tất cả các bác. Các bác cùng đeo tai nghe để nghe một đoạn nhạc mà bên em đang test hàng cho tất cả các bác để các bác có thể nghe thấy. Tiếng bát ấy, thì nó rất là chắc gọn và tiếng chét thì cực kỳ là tan và rõ, sáng, sạch sẽ luôn cho anh em. Bộ huynh này anh em có điều kiện anh em thêm cho em một chiếc sub hơi nữa thôi là quá ok rồi, chập bridge kênh C kênh D và anh em có thể chơi được một chiếc sub hơi rất là ngon lành đúng không anh em ạ. Tổng bộ huynh này với giá là 27.100.000 thì em làm tròn là 27 triệu tròn. Một bộ mic, một con vang rất là cao cấp, cục đẩy 4 kênh và đôi loa từ leo. Anh em có nhu cầu mua lẻ thì em xin báo giá mic U805 giá 3.300.000, vang JBL KX180 5.500.000, đẩy F7409 với giá 8.300.000 và đôi loa đó là với giá 10 triệu đồng anh em nhé. Đấy, tổng bộ hình này đó là 27 triệu đồng để cho anh em có thể tham khảo. Thì anh em cùng đeo tai nghe và em sẽ hát thử cho anh em nghe thử một đoạn của bộ hình này để anh em có thể đánh giá được chất âm. Tiếng mic rất là sáng sạch sẽ.
reverb rất là hay, echo rất là mềm mượt anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất ở các video bên em. Và mời anh em cùng đeo tai nghe để thưởng thức một đoạn em sẽ hát thử anh em nhé. Anh biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu được tình hay chúng ta lẽ nào thôi xót xa từng từng kỷ niệm đầy đời lòng mình quên xa sao không mặn người ơi.